nào? Anh hiện râu ấy. Game bị gì là bị đít rồi à? Người ao lên đã được. Thôi pháo xe đi, pháo xe đi, pháo xe đi, không sửa là được. Sao tao bị giăng rồi? Thì pháo xe đi nè. Hay là thế này hả? Cái này hot do server chứ không phải do người hot. Ôi hot ghê à. Tạo xong rồi vào lại lên. Rồi sao, rồi sao, rồi sao? Hot à? Pháo xe đi guys. Ơi! Rồi, ok, ok, ok. Vô vậy vậy. Vô, 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 ghê á. Linh hiểu cách chơi chưa? Chưa. Imposter. Lên đây. Im lặng này mọi người. Im lặng em. Bố địch thúi không bố? Sao là Linh Ngọc Đàm? Oh my god. Chào thầy xe. Thầy chết mày. Ui. Ba tôi đỡ. Nhiều quá. Bạn bạn thấy thầy chết đâu bạn? Tao thấy trong phòng mặt min là tao này, bảy này, thằng hàng nào nhà màu hồng này, màu hồng lần nào? Màu hồng. Chỉ Linh cây, chỉ lại thằng bao. Không, thằng màu hồng là thằng màu tím ấy. Vậy chứ là màu hồng chỉ có là Linh màu hồng này, thằng mèo ú này. Không thấy. Cá mà đi lẻ thôi. Ô em vừa đi đánh tao ở giữa đi bên dưới. Em đi lẻ, em đang đi tìm nhiệm vụ để làm. Em tại em chưa biết chơi. Điều giỏi điều lắm. Thế em chưa biết chơi, em cứ đi lung tung thôi. Tại em mọi người đâu chỉ em làm nhiệm vụ như nào. Không, nếu mà giết ba người như vậy á là thằng Cáp sẽ bắt em đi chắc luôn. Sẽ là tao nữa, mày mới điên à? Tao thấy tao ở phòng chỗ mày camera á. Nó em vừa ở bên phải mà, có anh vậy mà. Giết gì giết ghê vậy? À đúng rồi, thằng Cáp á. Đúng rồi. Không, không, mà giết nhiều như đúng vậy rồi, là chắc chắn là bắt em đi. Bỏ bắt em đi cho tao. Sao bắt em đi lại là tao, mày bị điên à? Tao đi xuống dưới xong tao đi ra chỗ cam mà. Đây tao đổ bình xăng rồi, tao đi qua bên trái xong lên trên. Đây là mình khoanh vùng được rồi. Mình khoanh vùng được, đấy là có bao này. Ừ. Bắt em đi với cả em mới chơi, em đi chung với bảy mà. Anh đâu rồi em nè. Thằng bao nó sửa oxy. Ừ, sửa oxy anh gắn thấy em nè. Em đi với cả em vót anh, em cho anh một vót, anh đổ thừa. Em không biết làm nhiệm vụ nữa mọi người. Đừng có đổ thừa, đấy là anh nhờ tôi. Anh im đi màu hồng mà, anh im đi màu hồng. Em bấm tab lên ơi, có cái chấm thang em lại bấm E là làm nhiệm vụ. Anh đi với bảy với cả em đi với anh Snack mà, em đi với anh Snack mà. Không, không bao không, GK ơi, nó đi với lại tôi mà. Ừ nhờ, anh rồi rồi nha. Không phải lộn, bắt em đi cho tao. Mọi người bắt em đi đúng không? Không phải là, nếu phải là tao mày bị điên à? Ok. Tao bảo tao ở phòng security. Không phải là phòng tao. Sao mày cứ phải thí tao nhở? Không! Đâu, mày bằng chứng ngoại phạm mày là gì? Mày nói coi. Tao phòng security. Lúc này tao xuống dưới, tao đổ xăng, rồi tao chạy qua trái, xong lên trên. Đấy, đúng không? Ủa? Không có. Đúng rồi. Thôi đi với nhau mà gái. Lùn thề. Bây giờ sao? Bây giờ... Bây giờ bố đi sao? Bây giờ bố đây. Bố đây. Bố thằng mặt em đi ấy. Đi à mà. Màu vàng là ai nhở? Xanh là ai nhở? Màu vàng là em, màu nè, màu nè. Ủa sao ông mà chết được nhờ? Ông mà chết được mà. What the fuck? Mọi người ơi, em... Gì? À, em thấy... Em thấy chị Linh đang sửa điện xong chui cấu luôn. Hay chứ, tao mới thấy... Tao mới không thấy Linh đâu, cũng may là thấy Linh chị nha. Em sợ quá, em chạy. Em sợ quá, em chạy luôn, ghê quá. Em đi nè. Ơ anh em ơi, bị disconnect rồi anh em ạ. Giờ làm sao vào lại đây? Chúng mình vô lại nè. Thế thì thế thì chối thế đéo nào được. Sát thủ em không làm được nhiệm vụ, em chỉ giả bộ làm nhiệm vụ thôi chứ em không làm được nhiệm vụ, em hiểu không? Em tưởng anh vào đấy là làm nhiệm vụ.
Thề tính hoảng luôn á. Rồi. Bây giờ. Không, mà bên cao thế. Không phải thằng không. À, không phải cơ bản suy hay không nhưng mà tôi cay sắt. Em dí tôi mới hồi hết lên. Dí tôi vậy, tôi là sát thủ đông luôn. Thề. Em khai máu rồi anh. Chạy sai em ra nhá. Hát là bẻ cổ tao kinh thiệt. Mấy cái lồn các em đồ bôi. Giờ là ui, có kim cương kìa. Quá đẹp trai. Ơ. Ơ. Dạ dạ. Có ăn mặn, có ăn mặn. Ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu. Ở cái chỗ bom xăng nè. Có chết. Ôi, người. Sao chết. Sao chết hai hẳn hai người này. Chết hai người luôn kìa. Ai, ai, ai vừa đi ngang nhờ. Nhưng mà từ từ nãy, nãy tao thấy thằng, thằng Pau đi từ bên dưới lên. Thằng em ở bên phải mà anh. Đúng nhở? Pau chết ghê. Thằng Pau đi từ dưới lên. Chỗ, Khoa nhớ không? Bắt bắt em đi em là em ai? Em ở bên là phải tao. Mà. Là tao. Ờ em giết gốc ngay trước cam luôn, đừng tưởng anh thấy không thấy nhá. À, thế đúng rồi. Lúc bây giờ chỗ đổ đổ xăng nó đi lên phòng admin này. Có lượn qua luôn. Có cáp ai em không có dưới nóc nha. Có cáp đang chứng minh anh ngồi phòng camera này. Rồi, thế thì chối sao được. Ôi bầu ơi. Mày thế mới đi ngang qua bầu ạ. Dù sao mày giết anh nóc. Tại sao? Mày hủ án gì ở bầu? Cá nhân đúng không? Đi rồi. Hủ án cá nhân rồi. Linh nó chết luôn hả? Má ơi. Lại nghe bà á nghe mày. Đi nhá. Vậy là bye bye. Mèo nha, giống mèo lắm nha. Ê, để tao đi mày từ đầu luôn á. Bố ơi, để anh đi mày. Mèo cũng gần cái xác cái dưới đây nè. Đi ngay gần nha bố. Đi từ đầu luôn á. Đi trong đây, anh em mình là một gia đình. Không, đéo đi, đi đâu, đi về lắm. Đi bồ mèo ạ. Bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố đâu rồi, đi chung bố ơi. Bố ơi, tao muốn giết bố ơi. Không à. Bảy camera. Ê, mấy ông này biết chơi rồi, camera tôi không biết quay ở chỗ nào. Cái gì vậy? À. Ố. À chết vậy. Cáp. Mất kèn lồn dưới cây đi mẹ. Alo, sao đây? Sao cáp? Nhưng mà mẹ, sao nó lại giết đúng. Nó giết, nó thằng này thằng chắc chắn nó không biết chơi này. Thằng này giết thằng cáp ngay trước cam ra luôn. Nhưng mà tao lúc đấy tao lại không ngồi check cam cơ. Vậy là thằng nào? Vậy là anh giết. Sao biết được? Không, được. Không phải. Vậy là mày. Mau xin lỗi, em xin lỗi. Chết rồi. Thằng chết rồi nói lộn đấy. Là không phải anh Venamo rồi, tại vì anh Venamo là đang phòng điện. Đó. Đúng rồi, em giết Gip đang phòng điện nè. Ờ. Đang nhìn nhau. Cha anh bác yêu thương này. Có ai đi cùng thằng Cap nhỉ? Từ để xem lại nào. Không ai đi cùng thằng Cap. Không, chả ai đi cùng Cap cả. Nhưng mà em có thấy nó chết từ lúc nào không? Không anh ạ. Giống ta là bảy lắm. Vì em đang sửa phòng mét từ. Ông đi ra thấy nó chết rồi, nó chết ngay ngã tư mà cái chỗ vòng phòng camera ấy. Hồi nãy cúp điện này, vậy là phải nó chết lâu rồi đấy. Không, chắc chắn là chết từ trước. À thằng bố, đúng rồi. Sao lại là tao? Không bố. Không. Sao tao mà? Không, là bố không phải. Đi bố nó làm nhiệm vụ với tao từ đầu. Điện chung đây nè. Ba người đây nè. Không bể ơi, mấy bể. Phải đấy, có là bố là đứng ở bên trong nhưng mà đứng từ trước anh một thời gian đó. Thì không, anh không biết là có phải không? Không phải, nghĩa là tao... Bộ ở khu điện trước anh khoảng... anh không biết là đứng lâu hay chưa ấy. Tao nghĩa đây, tao đây, là đây, từ thấy đứng bộ đứng ở trong phòng điện á. Chưa, tao từ ở trên, tao đi xuống. Không, bộ từ đầu đi làm nhiệm vụ chung mà. Ra bộ là từ khu nào? Từ khu nào đi xuống? Từ khu Security. Security đúng rồi, ngã tư Security đúng không? Đúng rồi, đang đi xuống cái phòng điện nè, mới đúng vô rồi, phòng điện rồi. Khoa ơi. Vậy còn anh là đi từ phòng admin đi qua. Đó thằng Khoa là đấy. Chạy sau lưng em tại vì cái Khoa con bé à mày. Mày điên à. Thề chưa gì hết. Tại vì từ tại vì tao chỉ trong chỉ nhớ của tao chỉ có mỗi mày chạy. Ủa, sau tao ngủ đang đâu ấy? Đang ở chỗ đoạn nào? Skip bot đi. Cái bàn xong đi qua trái xong đi xuống gặp bảy chỗ camera đó. Ở đấy Khoa nha. Thề. Skip đúng không? Skip đúng không? Skip thôi. Đi chung đi, chung làm quét đi là được. Không, mẹ thằng Rambo từ đầu là đi chung với tôi mà, đi làm nhiệm vụ chung mà. Hay đéo làm nhỉ? Mẹ lúc đầu cũng nghi.
quả trái này. Rip này. Ơ. Ơ đây sao đây? Ơ. Bảy anh bảy. Đúng rồi. Anh bảy bị đít à? Bảy bị đít. Anh bảy bị đít à? Bảy mà. Ôi giời ơi, anh bảy ơi. Ủa, thế bảy, bảy cái dòng điệu nó cao trào là bảy chưa sai rồi. Tự nhiên bảy. Tài ơi, em hỏi là Tài không biết anh có bị mù mờ không? Anh bảy giết mà anh bảo em giết. Thế á? Anh bảy đâu rồi? Không, tại vì lúc đấy anh chỉ thấy em thấy xác. Tôi không nhớ map mấy ông nói bảy à? Tại vì lúc đấy anh không nhớ map. Đúng bừa chính là em ở đây đang bừa không à? Bởi vì lúc tôi gặp bảy á là bảy ở phòng camera. Không, anh đi ngang qua luôn. Nhưng mà mày thấy xác mày phải báo chứ, mày không đúng báo. Ơi, thấy sao mày báo được. Mày giết còn gì nữa. Với lại mày cái camera này sao chết nữa. Anh dịch bẫy mà gai em mới hay ấy. Không, cái mày lúc thấy xác mày phải báo chứ. Em không thấy, anh chỉ thấy cái lúc em ở cạnh xác thôi, em hiểu không? Em thấy chị Linh đứng đổ xăng lâu quá. Bảy nhảy cống á. Đó là nhiệm vụ thì bảy giết. Chị Linh đứng đổ xăng lâu quá mà không ai nhìn thôi, em giúp chị Linh đi luôn. Má, còn đi bầu. Với cái sạc quá. Lên đây. Đeo cái bùi lên đầu mới đẹp. Bùi tao mở mắt rồi. Bùi là cái gì? Cái bùi này. Game là thiết kế cả cái bùi là sao? Cái tao mở mắt rồi.